Actin 381 như mấy thùng nha anh em, hàng siêu cọp nha. Ốc bình xăng con chưa mở, chế Yamaha zin theo máy, siêu cọp siêu cọp. Cái bô nóng lạnh chưa, nóng lạnh chưa anh em? Đây cái bít tông là sọc ngang anh em, rồi kéo lên cho mình đây. Nòng bao nha anh em, ở trong kia là nhớt ha, bao không xước nhất nào nha.